là Jim phục vụ cuộc sống. Lâu dữ trời. Bực mình. Mấy trời đâu có mưa đâu, sao tối thui vậy? Không thấy đường luôn á. Lâu quá vậy mày, tới nhanh đi, ăn nhậu mà lâu quá. Gần tới chưa? Chạy lên nhanh đi. Mình à. Cái chỗ gì đâu mà rùi thịt bà luôn nha. Nhớ trước khi đi có tắm xịt dầu thơm rồi mà ta. Mày ơi, ăn nhậu mà lâu lắc quá. Vô, chỗ ngỏ. Ăn nhậu là phải sốt sắng. Rồi, chảy ra, nhậu. Chảy ra đi. Ta ra ngoài cấp xe tao lấy đồ tiếp. Rồi, ok. Rồi. Trời ơi, cái bao này có siêu luôn. Vậy đâu mà chảy quá thảm mà cũng lâu nữa. Mấy em sẽ mời em gọi là nhậu mà nhậu hột gà ha. Hột gà lại hại lắm. Tâm sự cuộc đời anh luôn. Chờ xíu ra đóng cốp lại rồi đã. Ngồi ra con hột gà. Ngồi vô ngồi đi. Bên kia đi. Chỗ này để tao. Cái khăn này cầm chút lau tay. Ôi sáng luôn. Trời ơi mình chơi hoa quá làm cho khăn vậy đó. Vậy nè, cái khăn này nè, vậy nè. Làm như em bé vậy nè, còn cái lan ngược bên. Ừ. Rồi vô. Bữa nay á là mình nhậu hột gà ha. Vậy đi. Bữa nay làm gì rủ em nhậu sớm vậy đây ra. Trời đất ơi, thì bây giờ sống rồi, giờ mình làm mệt rồi đúng không? Mình phải hưởng thụ. Mình phải hưởng thụ mà mày biết không? Tao mà đi với con bò của tao một cái một là nó chơi toàn là 4 năm sau không à. Tao của quá. Ra đây chơi cho nó gọi là nó bổ dưỡng, tăng cơ giảm mỡ mà lại không tốn nhiều tiền. Đó là mục đích chính. Cái phần là chỉ có những cái chuyện mà đàn ông mới hiểu cho nhau. Thấy không? Thấy không? Cái thảm. Cái này là cái thảm của anh á, ngày trước anh làm cái phòng mà THOL á mà version 2 đó anh mua mấy trăm cái luôn. Anh mua mấy trăm cái thảm này luôn. Nhưng mà bây giờ đó tôi là gì? Chính trị nó biến động. Mẹ bà nó, cái thảm này trước anh mua con Đài Loan nha, mà Đài Loan anh đang quê nó nha. Ngày trước á là cái thằng tổng thống cũ á là nó nói là bây giờ, ủa bà tôi không nói, trước khi mà bà nhậm chức á bà nói là bây giờ là phát triển kinh tế, không có lo gì tới cái đảo Ba Bình mà nó lấy của mình ngày xưa.
đó mà giờ Trung Quốc nó mới đem có vài cái tên lửa nó bắn trên đầu thôi à, bảo quéo bây giờ nó tôi đảo qua bình luận của Đài Loan. Ông nghe thấy ghét mà mình đụng tới cái chuyện mà liên quan tới đất nước mình đó, tao bực mình nó tao không chơi nó Đài Loan nữa, tao không chơi nó luôn, bây giờ lấy thảm người ta nhậu chơi vậy đó, không tập muốn tập bằng thảm tay online vô rồi nha, vô đừng có hỏi anh đang bức xúc, nắng nóng quá nóng chùm lại đi, bây giờ ai ép thái lắm, nhậu ngoài này chắc trúng gió, trúng cái gì mà trúng, từ từ pha giờ mày phụ của tao một tay, bây giờ mày pha rượu đi. Pha vô đây hả? Ừ, pha chỗ đó. Pha rượu đi, pha rượu đi. Hai cúp. Rồi xong rồi đổ vô cái bình quyền thoại của anh. Đó. Pha mình chơi cái này là mình uống rượu thì mình pha nửa chai nước thôi nha. Nửa chai. Rồi ok, mày lo đó đi. Anh lo mấy cái mồi khác. Em có biết là tại sao mà gọi là hôm nay anh rủ em nhậu trứng không? Không. Cái trứng nó tròn, nó giống như cái cuộc đời của mình vậy ha. Rồi, đi rượu đây. Đưa. Chơi giờ nó mới đẻ chứ. Ta nói á, trong tự nhiên á, mà protein nó đến từ trứng á, là tốt nhất. Tại vì sao? Tại vì nó đạt cái chỉ số BV hoàn chỉnh. Đó, nó đạt cái chỉ số BV hoàn chỉnh 100%, nó ăn nguyên cái trứng luôn nha. Em ăn nguyên cái trứng luôn thì nó sẽ được 100%. Pha như này đủ chưa anh? Trời ơi, được rồi, nói chung là càng nồng uống càng sướng. Hồi nãy nhà kêu ghệ nó luộc, không biết sao nó luộc xong mà giờ ngắt. Anh trứng không có hiệu với chứ anh à. Không sao đâu, luộc chín rồi. H5 là màu chích queo rồi, không lo. Đó, anh thấy cái trứng này tròn không? Chỉ số protein nó hoàn chỉnh. Đó. Mà bây giờ mình ăn sao đây? Mình là dân chơi á, thì có thể là mình chơi nguyên trái đúng không? Mà mình chơi nguyên trái trứng này á, anh đố em á, chứ nó có cái gì mà mình chơi không được. Em có biết trứng nó có protein nó chất lượng không? Không gành lắm. Mày đi tập tạ mà giờ mày nói chuyện nghe thấy ghét mày. Nhưng mà em chỉ biết là người ta ăn thì thường người ta không ăn hết chồng đỏ, người ta chỉ lấy chồng trắng. Mà mày biết tại sao? Em không biết. Tại vì á, bây giờ nguyên cái trứng là tốt rồi, không nói đúng không? Chỉ số sinh học là 100, cái đó là sách nói đàng hoàng, rất tốt. Nhưng mà người ta sợ ăn chồng đỏ đó là tại vì trong lòng đỏ đó nó có cholesterol cao quá. Mà cỡ như mày mà mập vậy nè, mày ăn nhiều cholesterol vô mốt tai biến, gọi là tai biến mạch máu não, thêm mà tim mạch nữa, nó đột quỵ chết bất đắc kỳ tử. Á, vợ mày ở nhà nó ôm bóng tài sản theo trai, kể như xong. Kể như xong, đó. Nên người ta sợ ăn như vậy. Bởi vậy bây giờ từ cái trứng mình nhìn qua cuộc đời mình giống như là mấy con bồ simmer của mình đó. Mẹ nó, hoặc là nó được như cái đồng trắng thôi, hoặc là nó được như cái lòng đỏ thôi. Hiếm cái con nào được như cái trứng hoàn chỉnh lắm, đúng không? Em đồng ý không? Bây giờ mà gặp cái con mà tướng mà điện nước đầy đủ chút xíu á, là đéo xèo à. Gặp cái con mà nó lưng lưng xíu, nó mạnh mạnh á, cái hành hai lưng thiếu. Đúng không? Bây giờ mình phải chọn một trong hai, mình ao ước, cuộc đời tao ao ước được một cái trứng nó hoàn chỉnh, nó tròn trịa vậy nè. Nên đó là lý do mà hôm nay tao rủ mày đi nhậu trứng. Thôi, vô. Trứng là phụ, còn giờ mình chơi à. Chết mẹ rồi, bỏ rác ở đâu đây? Chơi chỗ này đi. Rồi. Phải chơi bịch nylon. Rồi, nằm đây. Anh, nhưng mà một cái vô trứng đây. Này nó cỡ bao nhiêu gồ anh? Trời nó có bèo à, cái trứng nhỏ xíu mà hả? Trứng này á là chừng 6 gram tối đa, 3 gram lòng trắng, 3 gram lòng đỏ. Mà quên nữa, cái lòng đỏ chất béo nhiều. Chất béo nhiều em ăn vô calo nó cao nên người ta sợ lòng đỏ. Vô cái đi đó nữa. Dạ. Vô. Trời ơi. Chầm luôn đi. Vô luôn. Vô lột. Tao nói là trứng luộc là một nghệ thuật, mà lột trứng là cũng là một nghệ thuật luôn. Em mua nhầm cái trứng mà lột mà nó dính tè le hết là cái như xong rồi. Bởi vậy mà mày mua trứng là lột là phải ít ra trứng nhanh nè, lột nó bị thẹo, nó bị bể thôi, tại vì nãy giờ nó nguội quá nó bị bể. Đúng rồi, lột lúc nóng thì nó không bị bể đúng không? Ok, nóng vừa thôi. Nhưng mà giờ quyết định nè, full trứng hay là sao? Cái này á giang hồ ta cứ lại hết nguyên cái cho nó đẹp. Cái này giang hồ ta kêu lòng đào, phải không?
lòng đào, nhưng mà nó là trứng á, mình chơi là nó phải là cho nó chín hết. Mình chơi mà trứng mà nó kiểu này người ta nói ăn bổ đúng không? Đúng. Thực tế á, trong cái trứng này á, nó sẽ có rất là nhiều cái chất, gọi là thứ nhất chất khó tiêu. Thứ hai á, là nó chứa nhiều cái con vi khuẩn. Trong đó nó có một con vi khuẩn rất là nguy hiểm. Đó, mình ăn vô mà ăn trứng sống một cái đó là dễ bị Tào Tháo rượt lắm. Mà Tào Tháo mà, không có giang hùng Tào Tháo mà nó rượt nó chả tha thằng nào hết á. Đó, nên là mình luộc trứng á, là phải cẩn thận. Không á, thì mình dính lòng đào, mình ăn vô nhiều quá mình sẽ bị đau bụng. Lộn nãy giờ lộn xong rồi. Cái thằng này bóc lột chậm thiệt đó. Chết bà rồi. Để tao ra xe tao kiếm coi, hình như tao nhớ tao có mang bịch muối tiêu ở đâu rồi ta. Muối tiêu với muối ớt rồi, nhậu cho đã, chờ xíu. Bực quá, lột cái trứng nãy giờ không xong nữa đại ca. Bởi giờ mày bóc lột hàng chiếc vợ mà nếu chán mày là phải rồi. Nhưng có khác à. Giống nhau thôi. Má trời ơi, công nhận thời buổi đồ tình vậy ông em. Muối tiêu cao cấp Sài Gòn. Ông có nhìn cái này mà là cao cấp quá hả? Căng thiệt á. Tao ghét thằng nào mà gọi là lột lâu mà cả như lột phụ cũng lâu nữa. Đó. Chút đỉnh thôi. Trời đất ơi, má mua có nhiếm hàng không, sao có mấy hộp vậy trời. Đã nói tới đâu rồi? Trứng đúng không? Đúng rồi anh. Đó, mày lột lâu quá, để tao uống trước. Ăn trứng á, sắp dậy á, ăn từ từ thôi, ăn nhiều quá mắc nghẹn. Đó vậy. Ngon, ngon. Anh nhưng mà ăn trứng khó tiêu không anh? Khó. Mày ăn trứng á, mày ăn nhiều lòng đỏ quá. Hoặc là mày luộc cái trứng ăn ẩu quá. Mày ăn á, trong người mình nó gọi là nó tồn ra một cái loại khí rất là nguy hiểm. Cái gì? Cái gì hả? Nghe ghê à? Sách nó dạy á, đọc như là hydrosulfur, công thức hóa học là H2S. Để một phát mọi là cái không ai dám đứng gần hết. Nó bằng là cái gì công phá như là gấp đôi hai cái quả bom nguyên tử mà Mỹ nó đập vô thằng Nhật Bản hồi năm đâu, năm 1945 ở hai thành phố là Nagasaki và Hiroshima. Đó, nên nó nguy hiểm lắm. Mình đừng có làm mà gọi là mất vệ sinh môi trường xung quanh, mình ăn vừa vừa thôi để cho cái cơ thể mình nó tiêu quá và nó hấp thu. Dạ em hiểu khí là khí gì rồi. Ừ. Đó, nãy giờ ăn full trứng là được 6 gram protein rồi đó. Nhưng mà vô cơ thể mình á, là nó phải chặt chém khoảng 3 tiếng đồng hồ nó mới ra, chứ không phải nó ra liền đâu nha má. Muốn ra liền á thì cạp 6 viên amino thì nó sẽ có liền. Ừ, ngon. Rồi. Lấy này ra phụ con tay làm cho nó nhanh. À, trứng người lớn á thì ăn vừa vừa thôi, đừng ăn nhiều quá giống như mình là tập tạ đó. Thì bữa nay mình nhậu là hai trứng là cũng hơi nhiều rồi đó. Chứ nếu mà hỏi bác sĩ á, tao nói là người bình thường á giống như mày là biến tập đi. Thì mày ăn ngày và ổ lộn mình ăn từng chừng 4 trứng được rồi. Còn á mà mình tập tạ thì ăn gấp đôi, từng 8 trứng. Nãy giờ quất hết 2 trứng rồi đó. Đó là nói là ăn trứng là cả lòng trắng lẫn lòng đỏ. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ăn lòng trắng không á thì nó khác. Đó, mình ăn lòng trắng không á thì một bữa quất 5 trứng luôn cũng được nữa. Sao đó, trứng nhỏ không sợ. Nó mày giữa tới cái lột trứng mà sao mà lột gì đó mà nó bầy hay mà nó chậm chạp quá. Thôi, còn cái lòng đỏ mình á. Bữa nào mày ra Sài Gòn đi. Mày mua giùm tao là mấy con cá. Thì giờ tao nuôi. Biết chậu bán không? Biết. Nó mua mấy con cá với làm anh cái chậu hệ thống oxy đàng hoàng đầy đủ để về anh nuôi. Mà nuôi mấy con cá nha, cá chép nè, cá tượng nè, rồi mấy con cá mà nói chung là sau này nó bự lên á, mình bằng thịt luôn, mình luôn. Đúng rồi chính xác, mình bằng thịt mình nhậu được không cái lột cực quá. Mày về mày kêu vợ mày lột cho mày. Mẹ ăn gì đâu mà tập tạ có cái trứng lộn xong nữa. Mày hay. Đúng là á, thằng Zimmer vô dụng là mày á. Mày đi chung với tao sao mày không học được cái gì hay hết trơn á trời. Đừng nói trứng không biết lột nữa nha. Mấy thằng không biết lột thường không biết lột luôn á. Mà lên mạng nó chém gió đúng hay gì luôn. Nó là tàu là tao là thánh, thánh nó gọi là gì thánh trứng. Rồi mày nữa nha, mày đi ăn phở mày coi giờ mày đập trứng sống không? Không. Biết gì là khô mấy con, hồi nãy tao nói rồi, trứng sống ăn rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm không ăn.
đó, người ta có quan niệm rằng là trứng sống độc ăn nó bổ, có mấy đứa chơi sóc nữa đi ra ngoài đường bắn tổ chim xong nó quất cái trứng luôn, làm gì nè, ví dụ sống độc bấm bọt má về tối tao tháo được, có đâu dám khai đâu. Nè làm luôn đi, người ta là có rầu á là phải có cát, ăn vô cái rầu cái này hả? Dạ không, thiên nhiên natural, không có chích thuốc tăng trưởng đừng sợ. Nó có bị đau bụng không anh? Sao đau được, đúng rồi. Ăn uống khoa học là không sao. Hồi nãy giờ là có rượu BCA này vô là tương tác cái đồ ăn mình nữa là coi như là bao tiêu. Bao tiêu. Nó nhìn là như vang vậy đó không? Ngon quá. Nói mình là dân chơi, mình là gymer chơi đúng không? Ăn chơi lành mạnh, sạch sẽ gọn gàng. Ăn chơi mà người ta nhìn vô người ta thích. Đó, người ta nhìn vô đánh giá không có sai sỉnh, mặc dù vẫn đãi thường, uống vô vẫn là nông ở cái cổ nè. Mấy em mới chưa đủ tuổi uống này, mốt đủ tuổi anh bao hết hen. À, có mày làm nhanh đi. Có xong đi, tao đãi mẹ khác. Còn lông đền không mà quất luôn đi, bọt cũng bổ nữa. Có cần vét máng không anh? Cái đó tùy mày nha, tùy mày hết thì mày quất à, tùy hết thì chơi. Ôi, ngon. Khoan cái này cái là gì? Rồi tinh thực vật, rồi tinh thực vật. Nãy giờ mày ăn toàn động vật, không phải có rồi. Thực vật và cân bằng. Đổ rồi, pha một muỗng thôi. Pha một muỗng, cái này á muốn uống cho nó nồng á, đổ vô đây nước một muỗng và uống luôn, nó bao như là thuốc bắc vậy. Con đi nhậu với anh tốn đỡ tốn kém không? Đó. Ê mà cái xe mày khóa cổ chưa vậy? Đúng ra anh kể vậy, không ai dắt nổi không? Nó dắt ngàn. Chiếc đó đâu mày mua cũng mất tiền lắm á nha, bảo quản cho cẩn thận, khi mua ăn chơi đã đời về mất xè mẹ hết đồ kẹt á. Muỗng không anh? Một muỗng, mày muốn chưa có tới một muỗng mày, đồ, mày xài đồ của anh mày đừng sợ heo. Ừ, chị cũng đừng hả? Quất. Chơi là chơi cho bánh xác chứ chơi gì mà chơi lửng lửng, nó đâu có đã. Quất lúc cán không cho anh. Kệ nó bọt bay ra ngoài cũng sao đâu. Thơm quá. Mày đàn ông trai sao mày chậm chạp quá vậy? Làm cho nó sơm vô. Nó trứng thì ăn nhiều là nó không có tiêu nha bạn. Anh cái này anh đổ nước ít quá nó có tan không anh? Thằng nãy nhà ít quay tay nè. Làm chậm chạp ghê á. Cười gì cười nó đúng sao cười. Quay tay. Mày cái gì nó cũng cười á, tao khổ mày quá. Trời ơi tốc độ chậm quá chưa có được. Phải vậy nè, đó, làm vậy nè anh em nó mới nảy. Đó, quay tốc độ phải vậy nè, nó mới xong. Nó mới mau, đúng không? Mày quay chậm quá. Thất vọng, kinh khủng luôn. Đổ vô này. Yếu xìu. À, nó yếu sinh lý chưa à? Nó cái gì nó cũng cười cho em chơi. Mày nhậu mày xỉn rồi hả? Đó, hai cái màu đã chưa? Ở cái vụ mà này á, thì trứng á, ăn nổi ăn không ép ha, người bụng yếu này nọ ăn nổi mất công về kẹt, mà tao đi chung với mày tao kẹt lây luôn vô rồi. Thánh lật chạy ngang kìa mày. Rồi gót bê gót cụ qua tiếp đi. Mới uống này đau bụng không? Đau cái gì mà đau mày ơi, khổ mày quá, toàn thuốc bổ không à. Đó, chơi đậm đặc kìa. Đó, hút lên tao. Bữa nay nhậu mấy ngày độc ghê á. Nói chung á là bữa nay mình nhậu toàn đồ bổ không. Cái trứng này á là nó chứa đồ nhiều vitamin khoáng chất. Nó cũng là một trong những thực phẩm mà gọi là giàu đầu tiên mà gymer mình không phải biết.
nó tập tạ là thường ngày xưa tăng trứng nhiều lắm, nhưng mà đừng lạm dụng nha, đã nói rồi, ăn nhiều quá nó sẽ gọi là nó hơi nguy hiểm một xíu. Bây giờ tôi nói thiệt mày, cái lòng đỏ nè, khai luôn nè, một cái cục nhỏ nhỏ vậy nè, bao nhiêu chất béo nằm trong đây hết, tất cả những chất béo của trứng nó nằm ở trong đây hết đó. Tùy cái trứng bự trứng nhỏ mà nó có thể là nó 3g béo, 4g béo, 5g béo, 6g béo, 7g béo, tùy cái gọi là cái chu vi của trứng. Bởi vì con gà mà gà tuyển là đẻ ra cái lòng trắng nhiều lòng đỏ là mình lời, còn gà mà gà đẻ ngu á nó quất một phát một lòng đỏ không có lòng trắng đó. Nhưng mà tiệm phở người ta đã khoái vậy, bây giờ muốn mua lòng trắng á, mà rẻ ra tiệm phở hốt cái là có hết rồi, về làm vệ sinh là chút xíu là ngon, thấy không? Nhưng mà này ghê, một cái trứng này nè, nó chứa khoảng trên dưới là 200mg cholesterol đó, không có đùa đâu nha mày, đúng không? Ví dụ như giờ là một cái liều mà gọi là mass effect, biết không? Biết. Mass effect đó, một liều nó là tới hơn 1000 calo mà nó chứa có 5mg cholesterol thôi. Đúng rồi. Mà cái thằng quỷ này chứa tới 200mg cholesterol, mày nghe mày sợ chưa? Mà cái nhu cầu cuộc sống của mày mà mức cái ngưỡng mà cholesterol an toàn á là 300mg một ngày dành cho một người 2000 calo. Mà cỡ này là 200 mà quất chừng 2 cái lòng trắng này vô là kể như là mày đi luôn, mày uống bao nhiêu L-carnitine mày cũng, và COA này nọ, Fabiner mày cũng chịu nổi, đúng không? Quất 2 gái luôn rồi. Rồi xong rồi, hôm nay là kể như mày dư cholesterol nữa con, 400 rồi. Chưa kể ở nhà mày ăn thịt, ăn cá, ăn heo, ăn bò, ăn gà, tùm lum cholesterol nữa, rồi xong xác định. Bởi vậy tao nói là cái món ngon này cho con cá đi, đừng có để dành ăn chi hết á. Lâu lâu ra nhìn cái xe nó còn không. Mày nhắc eo thì mới nhớ, tao mới tập xong chưa kịp uống. Cái quỷ này nè, ở nhà tao là mấy ngàn lọ, hàng thiệt đàng hoàng là có thể cào, phải không? Nhưng mà có một cái á, quên uống hoài, sáng uống xong chiều quên uống. Bởi vậy đi đâu á, đây rồi à, trong cuộc đời của anh á, cái vỏ với cái cốp xe anh như là túi thần Doraemon này đó, gì cũng có. Cái này nhớ nè, không có mở ra nha má, gà nè, lấy con tay nè, đó không, mở nắp ra quất, chơi 2 viên L-carnitine vô để chi, đốt mỡ trong ngày để mình nhậu mình không bị bụng bự vô mình vừa đó. Đó, vô thiện vô liền. Ăn hết nổi rồi hả? Hết nổi rồi. Trời ơi, mày ăn xoài đi. Chơi được. Nãy anh mà nói sớm em đâu quýnh luôn cái chồng đỏ này đâu. Nhiều calo. Hai cái luôn rồi. Bởi vậy mốt á, em có con á, nhiều khi nít nó thích ăn trứng. Nhưng mà trong các món mà mình chế biến trứng á, mình luộc là mình ăn là dinh dưỡng nó xịn nhất. Còn cái thứ mà gọi là em đi chiên á, ở nhà mình đúng không, truyền thống người Việt Nam mình nó ăn trứng chiên không? Trứng chiên đúng rồi. Rồi chiên dầu mỡ nhiều, bản thân thằng này đã nhiều béo rồi, còn chiên nó lên nữa đó. Thua. Nói chung là trứng luộc ăn thì nó nhìn nó không ngon, nhìn nó ấy, nhưng mà mình bỏ miệng mình nhai mình nuốt thôi đâu có gì đâu, rất là gọi là còn bao nhiêu chất nó hết, chứa nhiều canxi để không bị loãng xương cũng tốt. Anh cái gì em, nãy giờ mới đi dù gì dép. Trời ơi, dép điện thoại của anh THOL luôn. Đương nhiên cái dép huyền thoại ngày trước đó là nó bị đứt rồi, bây giờ là dép huyền thoại mới nè, thấy không? Lật ngửa là coi luôn à, rồi cái đế nó cũng sang người ta nữa, không mà cái đế là đã xịn rồi đó. Đi là bao nhẹ, hồi nãy tao đập ra là xém nó xém tông chiếc Camry trước mặt luôn, cũng nhảy kinh khủng luôn. Bình thường anh đạp ra bằng đôi giày á, bữa nay quốc là vô không biết sao khác đạp, nhưng mà không đạp gì đó, để vô phát một Camry trước mặt quéo. Cái đó yên tâm đi, ông xe tao mắc cái xe mày, bảo hiểm tao nó sót không bảo hiểm mày, đừng có lo, đừng rung, nó mới yên tâm á, chứ không là nó quéo luôn rồi. À, bởi vậy dép này đi đâu có đau chân đâu nè, không còn cái đốc tợ như mày á. Cái đốc tợ như mày á, như cái chân mày, da chân nó dài như da trâu vậy đó. Vô đi, trời đất ơi, anh tới gọi lại gì đi nhậu á mà mình ăn không nổi thì mình uống. Còn món gì nữa không anh? Món gì nhậu xong kèo đi, chút đi qua tầng 2 mình chơi khác. Vô anh. Đúng. Nồng quá.
Tóm lại á, chốt lại vấn đề, mình á là mình là gọi là gymer văn hóa, nên mình nhậu phải văn minh. Thứ nhất là không chửi lộn, không chửi bậy nha, chơi là tao ghét nhưng mà chửi bậy. Thứ hai nữa là rác rến bỏ đàng hoàng. Thứ ba ăn uống không bày hay. Chỗ mình á là mình phải dọn sạch sẽ đó. Còn gymer của mình á, trứng á là kệ nó, giờ mình đại gia rồi mà giờ là mình ăn trứng là mình cố gắng bỏ đồng đỏ. Nói thiệt, nuôi mấy con cá đi ăn chi vô đầy bụng khó chịu thấy bà luôn. Hồi hero sinfua nó tích lũy nữa, nó xả ra ngoài nó bắn đùng đùng nữa, kẹt lắm luôn á. Những gì vậy? Đúng rồi, có cá có cáo ăn luôn. Không có bựa. Hồi này á là cả như vừa thả cá xuống là bên kia mấy nhóc kia nó bắt bà đó rồi. Đó. Anh cái này là protein từ thực vật phải không anh? Đúng rồi, từ là gạo gạo lứt nè, thằng gạo nâu á, rồi artiso nè, với đậu Hà Lan, toàn là đồ đánh đồ mắc tiền không á, không có đậu nành đâu sợ. Tao biết mày bị yếu sinh lý nên không thì tao đãi mày cái gì đồ mà dính cái đậu nành hết á. Đó là tội ác. Yêu đâu mà yêu, quảng cáo hoài. Quảng cáo hoài gì, anh là gián điệp tự lừa hết rồi, nó khai hết rồi. Có thì nhận đi, chúc anh chị cho một bài hay lắm. Có, cuốn hết này xong rồi mình dọn ổ. Tăng ngay. Chơi gì đâu mà có thằng lóc trứng làm hết nữa. Rồi, nó đẹp không cô? Rồi, quất. Vô, vì mục tiêu tăng cơ giảm mỡ. Vô. Còn nữa nha. Rồi. Đổ nước vô tiệm. Gọi là mình nhậu á là mình nhậu đầu tiên mà nó cao quá là mình phải uống nước nhiều để cho cái cơ thể mình nó không có nổi mụn mà da nó phải đẹp như da anh vậy đó. Đấy. Thấy không, da anh là nó chứ không phải như da em wow chút xíu hay gì mà nó nổi mẩn đỏ thế ghê vậy mẹ. Đổ đi đâu anh? Đổ nè, chán à, chán con nè, chỗ này nó bị hư nè, bỏ đừng tiếc, ăn chia đau bụng phải không. Nói tóm lại á, trứng là một thực phẩm tốt vậy thôi. Khi mà trứng mình luộc lên gọi là cái H5N mấy nó cũng chết hết đó, đừng lo. Mình ăn trứng nó được cái là gì, thấp calo. Trứng là gì, tốt cho cơ bắp đó. Trứng là gì, đẹp da, vitamin hóa chất nhiều. Chỉ có cái lòng đỏ đó là nó sẽ gây ra calo nhiều đó, và cholesterol nhiều. Ăn trứng nhiều quá nó sẽ bị bệnh là tim mạch nó, tại vì nó nhiều cholesterol. Nó bị bệnh là do cholesterol và do nó không tiêu, nó khó tiêu và do nó vi khuẩn. Nhưng mà khi mình làm chín rồi đó thì nó sẽ không còn vi khuẩn nữa, đừng có lo. Vậy là trứng chống chịu cho ai? Cho những người béo phì. Thứ nhất á, tim mạch. Đúng rồi, chính xác. Giờ lợi hại rồi đó, mày nhậu vậy là tao khoái rồi đó. Đó, chống chịu hoặc béo phì, tim mạch đâu có xài. Cao huyết áp đó cho người bệnh mở dư sẵn rồi đó. Nhưng mấy bà bầu ăn trứng nhiều quá cũng tốt, ăn vừa vừa thôi à. Như vậy là mình ăn là đừng có ăn, nên ăn chồng trắng chồng đỏ nhiều quá anh. Đúng rồi, bỏ đi cũng được. Mình là đã nói rồi, nhà mày đã ra mà mày cầm đồ mà cho dây cắt cổ mà mày mắc gì mà sống cái chồng đỏ này đúng không? Bây giờ mày cứ chơi thoải mái đó. Rồi tiên từ lòng trắng là rồi nó cũng tốt mà nó lại thấp calo nữa. Còn mày có một đống thuốc bổ sung rồi mày sợ cái quái gì nữa, ăn cho vui thôi chứ ngày nào cũng cạp đống nó cạp sao nổi. Ngồi nó nãy giờ như mày á, mày nghĩ coi, một cái trứng này mày lột hết bà nó 10 phút rồi đúng không, mày bỏ vô miệng mày nuốt mà trận trọng mắt luôn là hết mẹ nó 10 phút nữa rồi. Thời gian đó thôi mày chậm amino đi, mày chó nhanh nghe kể mày bắt lên mày luộc nữa mất dạ. Thời gian nhén chơi vui nhậu nhậu có trứng này nọ là món không vui, làm gỏi làm này làm kia bỏ vô ăn mì tôm đập trứng vô, nhưng mà luộc cho chín nha chứ không phải đập cho sống. Mà đập vậy nó bị là có thể là cái chồng đỏ mình không xử lý được. Mình ăn mì tôm á, thường thường á, nếu mà là anh á là anh sẽ luộc cái trứng này lên đó, xong rồi anh lấy dao anh sắt bụp đó, xong anh bỏ cái chồng đỏ ra, anh lấy chồng trắng anh tải lên, nó nhìn nó như cổng hành vậy đó.
nặng miếng chanh nữa. Đúng rồi. Ăn sao cho nó ngon thôi. Chứ mình bữa làm chi, nó ăn bậy bạ vô đó bụng, được gì đâu. Ngon. Nãy giờ là anh ăn là 1, 2, 3, 4, 5 cái. Anh yêu số 10 với số 5. Ngày xưa anh Trứng là cứ hồi lúc mà anh còn đi làm á, lúc mà cái thời đó là em chưa là fan của anh, em chưa có biết anh, cái thời mà còn đi làm á, là anh cứ mang tới gọi là công ty là 5 cái trứng trong trắng không. Nhưng mà nếu mà bảo quản như vậy á là nó bị hôi nha. Cái đó nó cho trước bảo quản mà để trong cầm mền 5 dòng trắng cả một ngày là nó bị hôi. Thôi do đó là tốt nhất là cứ mình cứ đem ra đi rồi mình đập mình ăn đi rồi xong rồi nó sạch sẽ thơm tho. Mà khi trứng mà các bạn nói bụng yếu yếu á, như mà Di nói hồi nãy ăn nó khó tiêu đúng không, để một phát một là kể như nó bắn tên lửa không đó, nó bắn tên lửa không rất là nguy hiểm. Sau này sao gì anh ngon anh biết nữa, mua cái nhỏ xe đẩy nó bán thì mua thôi chứ không biết xoài gì, thấy ăn cũng được mua đại. Nhưng mà anh giới thiệu sơ về xoài đi anh, có cái gì cho Zimmer mình không? Có vitamin là cái như tăng sinh lý mà lên á, mà ăn xoài đi tối mà sung á. Thôi buổi nhậu mình làm một cái thôi, làm nhiều quá mấy bạn coi vlog mấy bạn hoang mang, bạn nó đi vô trọng tâm. Mình làm cái thôi được rồi. Thôi, được rồi. Giờ dẹp ha. Dạ. Mình đi về. Mình làm. Mày tập chưa? Tập rồi. Tập rồi thôi. Đi về. Tối đi chơi. Đi kèo khác. Đi. Đó. Dẹp dẹp dẹp. Ê, phan phan phan. Làm cho hết đi về. Được không? Do cái món này em chết nè. Trời ơi, có thơm trời. Cái này là cái thứ mà gọi là chủ lực của anh. Này giờ nó còn vàng miếm. Bánh rồ tiên thịt vật thì nó đầy. Anh nói thiệt mà nó đầy. Nhưng mà kiếm được cái rồ tiên thịt vật mà nó cao cấp, nó đẳng, đủ đẳng cấp để cho anh em mình chơi á, thì nó có thằng này thôi à. Không còn nào nữa đó. Mày biết anh mà, ngày xưa là anh không có chê thực vật. Nó nhưng mà anh xài thì anh xài gì nó phải đỉnh. Tập anh là anh dân chơi mày biết. Đúng không? Nó dụ như đâu phải là không có tiền mà đốc tờ mấy triệu đi. Mà cái này nó đỉnh. Đối với anh nó đỉnh. Đó nè anh đi này. Còn bây giờ anh có thằng này anh chết. Đúng không? Bao nhiêu là gạo lứt, bao nhiêu là gọi atiso và hậu đậu Hà Lan, nó cho là rồi tiếng này mà nó ro nữa. Nó ro là nó gần như nó bảo toàn đầy đủ dinh dưỡng hết. Không có gì phải sắn. Còn riêng màng đậu nành là không bao giờ anh chơi hết nha. Ngày xưa không biết thì cứ một ngày một lít, chứ mà giờ biết rồi là không. Để dành đạn, tinh binh để đó. Vụ đậu nành trên báo chí là nói hoang mang quá anh. Thì thôi kệ bà đó đi. Mà tin mình dính vô chưa cho mình nhức đầu. Cái việc đó đúng không? Bây giờ anh mày chỉ cần trả lời anh một cái câu hỏi thôi. Ngày thiếu đậu nành mày có chết không? Không. Không chết thôi. Mắc phải uống nó để uống nó thiệt rồi sao? Rồi mày chưa có con rồi sau này rồi sao ai chịu đúng không? Đúng rồi. Đó chừng nào mà thiếu đồ nằm chết á thì đó mình phải suy nghĩ cho nó kỹ lại. Mình phải đi rồi là đi đến cùng luôn. Còn bây giờ thiếu nó không chết thôi. Sao phải xoắn? Dù bữa cơm mình ăn á, đồng có đồng miếng đồ hũ thì mình chơi. Đó, mình đi ăn lẩu dê đi. À, lẩu dê ba hơn ở đường tên lửa tao ăn hoài đó. Có tàu hủ kia thì mình quất. Chứ đâu phải mình mua đậu nành về để mình ăn kiếm đậu nành mình để mình kiếm đạm trong đậu nành đâu trời, mình đâu có sợ. Mình ăn cho nó vui, cho nó ít ít chút đỉnh, cho nó cân bằng cuộc sống thôi, mày đâu có cái gì. Chứ khi nào mà em ăn lên Google em sợ mẹ nó cái gì đậu nành một ký đậu nành, ủa 100 gram đậu nành khô cho ra 40 gram đầu tiên em nhìn số 40 gram đó em ảo em mua rồi đậu nành về em luộc em xay em làm đủ kiểu ra để em ăn. Em kiếm 40 gram đầu tiên nó mới vô cơ thể nó để ra được 4 gram hơn nữa. Nó thôi đậu nành cả như anh em mình không có quan trọng đâu. Chơi cho nó vui. Thôi dẹp ra đường.
không rời xa ra đời. Và cuộc đời này không đánh mất được nhau, cành duyên bao chiều thề hẹn bay cao cùng nhau, xoát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ chim mơ. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ai. Thứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang